tin nóng trong ngày, sáng nay có thêm 3 ca mắc Covid-19 mới. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh Việt Nam đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, thì sáng nay Bộ Y tế công bố thêm 3 ca dương tính nCoV, đều là người nhập cảnh từ Nhật, cách ly ngay tại Hà Nội và Thái Nguyên. 3 ca nhiễm mới này nhập cảnh hôm ngày 9 tháng 4 qua sân bay Nội Bài, kết quả xét nghiệm ngày 11 tháng 4 dương tính với nCoV. Họ điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Trong đó, hai người cách ly tại Hà Nội được ghi nhận là bệnh nhân 2694 và 2695, đều là nam 32 tuổi và 23 tuổi, địa chỉ huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ và huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Một người cách ly tại tỉnh Thái Nguyên được ghi nhận là bệnh nhân 2696, nữ 23 tuổi, địa chỉ ở Sóc Sơn, Hà Nội. Như vậy, 24 giờ qua, thêm 4 ca nhiễm, tổng số ca nhiễm lên thành 2.696 ca, số khỏi là 2.429 ca. Các bệnh nhân đang điều trị đa số sức khỏe ổn định, trong đó 22 người xét nghiệm âm tính nCoV lần 1, 11 người âm tính lần 2 và 17 người âm tính lần 3. Hiện dịch cả nước đã được kiểm soát, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly là gần 38.000. Theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, thì đến nay tổng cộng có 58.248 người được tiêm tại 19 tỉnh, thành phố. Ngay sau khi được cấp phép kiểm định, toàn bộ số vaccine đợt 2 được vận chuyển đến các địa phương trên cả nước. Trong tuần tới thì tất cả địa phương sẽ nhận những liều đầu tiên do COVAX viện trợ. Theo Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam, thì thế giới ghi nhận 2,9 triệu người chết vì COVID-19, hơn 135 triệu người nhiễm. Trong đó, Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch, tiếp theo là Ấn Độ và Brazil. Thưa quý vị, dù Việt Nam đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh nhưng chúng ta cũng không nên chủ quan và lơ là cảnh giác mà phải thực hiện tốt các biện pháp 5K cũng như là giữ gìn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Và nếu quý vị có bất cứ sự bất ổn nào về sức khỏe thì hãy liên hệ ngay với Bộ Y tế. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin nóng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Hãy nhớ nhấn nút like và subscribe kênh Sa TV để cập nhật những tin tức mới nhất. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.